chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 7 và hoàn lưu bão số 9 vừa qua. Nước biển dâng cao đã khiến bờ kè tại bãi biển thị xã Cửa Lò, Nghệ An bị hư hỏng nghiêm trọng. Cùng với đó thì nhiều điểm sạt lở kéo dài, hệ thống bê tông rọ đá cũng bị vỡ kết cấu, tình trạng sụt lún lấn sâu, áp sát các kiosk kinh doanh của người dân. Lực lượng chức năng đã dùng bao tải cát gia cố tạm vào những vị trí sụt lún. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò, thiệt hại do tình trạng sạt lở trong cơn bão số 7 ước tính khoảng 12 tỷ đồng. Chưa kịp khắc phục thì ảnh hưởng từ hoàn lưu cơn bão số 9, nước biển dâng cao khiến bê tông bị đánh gãy, sạt lở lấn sâu thêm. Đường đi bộ cũng bị sụt lún nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở đã lấn sâu vào nhiều vị trí, phương án gia cố bằng bao tải cát chỉ là tạm thời. Nếu không được khắc phục, xử lý triệt để thì những cơn bão tiếp, hàng chục kiosk kinh doanh nằm sát với bờ kè chắn sóng tại bãi biển Cửa Lò có nguy cơ bị nuốt chửng. Những hộ dân tại đây vô cùng lo lắng. Tình trạng sạt lở khiến khung cảnh tại bãi tắm Cửa Lò trở nên tan hoang. Chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp khắc phục triệt để, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.